ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Tạo cái đức đi quý vị ơi, tạo cái đức cầm theo được. Có cái ông kia ông giàu thiệt là giàu luôn, ông chỉ mới có 48 tuổi thôi, ông giàu đừng có nói nữa. Quý vị biết á, tiền của ổng nghe quý vị, quý vị biết ông có bao nhiêu tiền không? 1.000 tỷ. Ông có 1.000 tỷ, vừa mới chết, mới 48 tuổi chết bất đắc kỳ tử. Có hai thằng con trai, khi ổng chết xong nó tranh giành tiền bạc đó, anh em nó sát phạt với nhau để giành của, thấy không? Giàu nhưng mà thiếu cái đức, không biết tu phước tu duyên, không có biết dạy con đạo đức. Cuối cùng khi chết đi thì trong cái thời gian kiếm được 1.000 tỷ này cũng tạo nghiệp chướng nhiều lắm. Cuối cùng chết cầm nghiệp đi theo, gặp vua Diêm Vương tính sổ. Còn tiền bạc để lại, hai thằng con trai ruột thịt sát phạt với nhau để tranh giành của cải. Bởi vì người xưa người ta khôn ghê, ta nói ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn, còn ông bà cha mẹ không có đức thì có giàu đi chăng nữa thì cũng khổ đau rồi chứ không có vui vẻ gì đâu. Nên cái chương trình khiếm thị là cái chương trình mà quý vị xả sang tham hay dữ lắm. Nó mùng 9 tháng 12 âm lịch đó, giàu có tiền đồ đó, đổi tiền ra cho người ta người 10.000, 20.000, 50.000 vậy đó, tùy mình có khả năng. Nó quý vị làm việc này đi, ý nghĩa dữ lắm. Chân thật mà làm, rủ rộng nhiều người làm, chứ không phải những đức kia bị đưa tiền những đức đâu. Còn ai ở xa khắp nơi nơi mà không đến được thì gửi cho những đức để những đức làm chung. Còn ngoài ra mà bị đi đến được, bị đổi tiền, bị cho người khiếm thị đi, thật sự người ta đến mà người ta kiếm được vài trăm ngàn, ta mừng húm mà quý vị ơi. Nhiều bà già cả gì nè, đưa tay tội nghiệp lắm, mù quá, ta đưa tay gì nè, ta đưa tay gì nè, tội nghiệp lắm quý vị ơi. Mình nhín ăn một chút thôi mà mình làm được cái việc phước đức trong cuộc đời. Có những người người ta giàu lắm quý vị mà người ta không biết tu phước tu duyên. Người ta vô trong nhà hàng quán ăn, người ta kêu nguyên mâm đồ ăn, gấp mấy đũa bỏ nguyên mâm đồ ăn. Ngày xưa những đức bán quán ăn nè, vô ta kêu nguyên mâm đồ ăn, gấp mấy đũa, lau giấy tay liền vô trong cái mâm đồ ăn, rồi mình lụm giấy đó ra, mình vớt đồ ăn, chiều anh em ăn. Đây là hồi xưa bán quán ăn biết mà, quý vị biết. Nên mình nghe đạo nghe quý vị, giàu mình đi lỡ cái chỗ kêu đồ ăn đồ uống, kêu vừa vừa đủ ăn thôi, thà quý vị ăn xong quý vị cầm tiền bo, quý vị bo cho cái người phục vụ á, quý vị còn kết nhân duyên với người ta còn đẹp hơn. Hơn là mình kêu nguyên mâm đồ ăn, mình gấp có mấy đũa mình bỏ đồ ăn hết trơn, mà lỡ mình kêu đồ ăn mình ăn không hết á, mình lau giấy mà lau tay lau miệng mình đừng có liện vô đồ ăn, tại đồ ăn đó người ta sẽ lụm lại, người ta ăn đó, lụm đồ ăn nó lại ăn đó, nên mình để cho sạch sẽ, nên mình ăn cho nó gọn ghẽ sạch sẽ. Mình nghĩ nếu ai lỡ lụm lại ăn thì cũng sạch sẽ gọn ghẽ. Cái tâm đó gọi là cái tâm có đức, tâm có đức, đúng không? Nên những đức nói rằng mình là nghe đạo nghe vị, mình dẫn con mình đi chợ, mình mua cho con mình cái bánh cam ví dụ, mình nhìn qua cái đứa bán vé số cái mặt tèm nhem tút nhút như con mình, mình mua thêm cái đó, mình kêu con mình qua cho bạn đi con, rồi mình dạy con của mình cái đạo đức. Quý vị mà tập cho con quý vị vậy đó nghe, là đời quý vị giàu, con nó bị giàu, nó thịnh từng đời. Còn nếu như mà mình mà chửi mắng người làm công, đối xử người làm công tệ bạc, những đức nói cho quý vị nghe chứ, con mình nó học theo Iran. Người ta làm công cũng là con người quý vị ơi, mình mà thương người ta tặng đáy lòng mình thì người ta cũng sẽ giữ của cho mình, và người ta làm cũng đàng hoàng nữa. Mà cái đàng hoàng có đức á, thì nó giàu nó thịnh hoài vậy đó. Nhưng mà mình á, đối xử với người ta keo kiệt từng chút tính toán. Thí dụ như người ta làm công cho mình, lâu lâu vậy mình mua miếng đồ ăn gì gì à, ngồi chung anh em nhau ăn một chút, vậy đó nghe, mình ăn chay uống nước ngọt vậy thôi. Vậy đó mà người ta ăn tình với mình, lâu lâu lễ lộc Tết nhất cho thêm chút đỉnh tiền cho người ta. Cái tâm như vậy, cái đức của mình nó lớn dữ lắm, sau này gia đạo mình nó thịnh hoài. Nó đã có phước rồi nó thịnh hoài à. Nó nên cái tâm mà đặt vào ngay A Di Đà Phật là tự nhiên cái tâm mình nó phát ra thương người, ngộ vậy đó.
Đặt là A Di Đà Phật là tâm thương người. Nên mỗi một con người sống trong cuộc đời này, hạnh phúc nhất của chúng ta là gì? Được nghe đạo, được tiếp nhận Phật pháp, được nghe đạo. Hay dữ lắm. Quý vị biết quý vị làm cái gì đối với chùa chiền được, cứ chân thật đi, cứ làm đúng với lương tâm mình, làm cho chân thật. Giống như có cái ông kia, quý vị biết á, hồi đó ông đến chùa, đúng ra là những đức làm mấy cái bàn là làm nhiều lắm. Vậy đó mà ông thấy nhà chùa làm, ông thấy lời trước mắt ngon lành, vậy mà ông đóng cho chùa mấy cái bàn hư, đóng lựa cây hư đóng. Ghê không? Đúng ra là mình không hiểu. Người ta còn về chùa, người ta còn cúng dường. Còn mình làm việc với chùa, mình có lời, nhưng mà dưới cái phạm vi nào để cái đức, nó phước đức của mình nó tăng lên, nó còn thịnh ác hơn, dữ dằn hơn, hiểu chưa? Nhưng mà cuối cùng á, nghĩ nhà chùa với thầy không biết, lựa mấy cây hư đóng, cuối cùng đóng có số bàn như đức nghĩ đóng luôn. Tới bây giờ ông đoạn duyên với chùa luôn quý vị. Tự nhiên ông mắc cỡ quá, ông về đến chùa, nghĩ đến chùa luôn. Thấy chưa? Nó cái việc mà làm việc cho Tam Bảo phải chân thật, phải đúng đắn, phải có trách nhiệm. Nên những đức nói chúng ta làm ăn buôn bán cái gì cũng vậy chứ, cái sản phẩm đưa ra là phải chất lượng để giữ cái uy tín. Khi cái uy tín mà đã có rồi thì con người nó cứ thịnh hoài. Ví dụ như mình may cho người ta một bộ đồ bạn, mình may đồ dởm cho người ta, ta bặn lặn bặn vài bữa nó gách, hoặc mình may ẩu tả bặn cái xúc đường chỉ nó. Nên thí dụ như bây giờ may đồ cho mấy bà già, tặng đồ cho mấy bà cụ, có một bộ một thí dụ đi, mình may sao mà cho nó chắc đường chỉ, bà ngồi bà lại Phật rồi đứng lên đứng xuống. Thờ ơi, bữa đó mua cho bà già bộ đồ mới tặng bà, bà già rồi bà vô bà lễ Phật lại Quan Âm, bà lại vừa 500 danh hiệu xong, nguyên cái đáy quần nó gách tẹt bét. Bà đi bà khúm núm mới về phòng. Đi dọc đường nhà đứa gặp nhà đứa hỏi bà cụ, bà làm gì bà đi bà không dám bước rồi. Bà nói có gì đâu. Nói ủa sao bà làm gì mà bà đi khúm núm kỹ bà cụ hả? Nói có gì đâu thầy. Xong hỏi chú bà nói trời ơi, nguyên cái đáy quần tét bét hết chân. Nó tét từ ở phía trước, nó tét tới phía sau, lại bành bành ra cái tẹt xúc đường chỉ luôn. Thấy không? Nên á, mình làm sao mình chỉ người ta. Tại vì cho chùa chiền, nhưng mình làm nó để là cái đức cho con cháu, có phước báo. Vậy nó hay lắm quý vị. Nên con người cần phải nghe đạo là vậy đó. Còn thí dụ như mình lỡ chùa, mình xây dựng chùa chiền đồ đi, cắt chùa đồ đi, tạo tạo người ta còn đi cúng dường xây chùa. Còn mình được cắt chùa mà mình làm, mà làm hồ mà mình có tiền, mà mình mà không nghe đạo, mình xây chùa hư hao nghe, tiêu á, tiêu luôn á. Có cái ông này á, ông xây ngôi chùa nào ở đâu á, chắc Cà Đao vậy đó, hiểu không? Nói chắc Cà Đao đi, khỏi ai biết ở đâu mà có xây ngôi chùa đó đó. Quý vị biết á, ông xây ẩu tả, ông rút tỉa vật tư xây dựng của chùa, làm cho chùa nó dột nước hư hao. Ông xây chùa chiền xong thì gia đình của ông bệnh đau ung thư, còn riêng ổng là bị xe đụng gãy chân. Tự nhiên tiền bạc sạch sẽ luôn, và gia đình nghèo nàn nợ nặng chồng chất. Sau này ổng nghe được những đức giảng, ổng lợi ổng nói dạ thưa thầy, con hiểu nhân quả bây giờ thì đúng là rõ ràng đáng sợ thầy ơi. Con coi công trình xây chùa mà con rút tỉa vật tư của nhà chùa, con làm ẩu tả mà để cho hư hao chùa chiền. Thầy ơi, gia đình con tan nát hết trơn rồi thầy ơi, thầy bệnh đau kẻ chết người bệnh, bây giờ tiền mắc tật mang, thôi bây giờ con sợ quá, bây giờ con quay đầu kịp không thầy? Những đức nói Phật dạy quay đầu là bờ, thôi từ hôm nay cố gắng quay đầu đi, niệm Phật tu hành nghe pháp, đừng có làm gì nữa nghe không? Nói từ bây giờ mà giết con cũng không dám đó thầy ơi. Thầy rõ ràng tiền mà làm không phải á, bên Tàu nó đổ bên Tây hết trơn, nó không có còn dư một cắt bạc nào đâu. Nó thấy chưa? Nên á, bởi vì cái người nào mà đi vô chùa làm á, mình phải dạy người ta, mình phải nói cho người ta nghe.
Lỡ người ta làm sai, người ta tự chịu, bản thân mình đã có trách nhiệm dạy rồi, nói rồi. Còn nếu không đó nghe, mình làm mình hối thúc người ta đó nghe, người ta làm ẩu tả, làm hư hao đó, là quả báo người ta chịu ghê lắm. Không có tồn tại đó quý vị ơi. Cái của Tam Bảo mà mình làm mà cuối cùng mình làm hư hao, tốn công tốn của là mình chết. Đó là tao. Người ta từng đồng từng cắt, người ta lỡ người ta cúng dường cho chùa, mình làm hư hao của Tam Bảo, phí phạm của Tam Bảo. Mình sử dụng tùy tiện. Bây giờ đơn giản thôi, công quả trong chùa mà mình mà nói mà mình đi cầm đồ đi làm, cầm xuống, cầm len, cầm cuốc, cầm kìm bấm, rồi cầm đinh, cầm này cầm kia, cả mà cái cây cọ sơn nhà, làm xong mà mình đi vứt bỏ, làm xong vứt bỏ, cuốc xẻng thao nồi liện đại, rồi hết mua, hết mua, hết mua. Những đức nhắc quý vị nghe cẩn thận, một giọt nước nhiễu từng giọt, nhưng để nó nhiễu hoài nó cạn một hồ nước. Còn nếu mình tích phước từng giọt nước, từng giọt nước phước thì nó cũng thành một hồ nước, nhớ nghe. Không có ai quản mình bằng mình quản mình đâu. Mình vô chùa mình nên nghe dạy gì đi, để tự bản thân mình quản mình, bản thân mình tích phước. Không ai quản mình bằng bản thân mình quản mình hết. Nên mấy anh em đi vô trong chùa làm tỉ mỉ, làm xong rồi cuốc xẻng đồ đạc đem gom lại, cắt gì vị trí, rửa ráy đàng hoàng, cắt vào vị trí đàng hoàng. Mấy anh em mà có tâm đó đó nghe, cái phước mấy anh em lớn lắm. Còn làm xong rồi vứt đại vứt càng, không có mua, chạy xe thì chạy đại chạy càng, ổ gà gì cũng lạng, du 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 du, bể bánh xe, gãy con ốc, nghe không, bị cái này bị cái kia. Mình mà cái tâm đó đó quý vị, phước quý vị sẽ tổn cực kỳ mau luôn. Tại vì sao? Của Tam Bảo, tiền Tam Bảo đưa ra để sửa, mà tiền đó là tiền người ta cực khổ cúng dường Tam Bảo mà mình xài phí phạm. Nên mình chạy chiếc xe của chùa cũng gì nữa, mình chạy làm sao mà cả xe mình hay xe chùa cũng vậy chứ, ổ gà mình tránh, hoặc là mình lướt nhẹ nhàng qua, chứ mình đừng có càng râm 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 râm, thấy không. Rồi xe mình chạy xong mình phải lau chùi sạch sẽ kỹ lưỡng. Của tốt là do người xài, mình xài xong rồi mình bỏ nó ngoài mưa ngoài gió, mình liện đãi liện càng, hư thì sửa. Không phải tiền mình, bản thân mình mà như vậy nó tổn phước sạch nhất. Rồi mình làm nhiêu đổ hết trơn. Đó là những đức dặn cái người đi vô chùa tu và Phật tử đi đến chùa, sống trong chùa, công quả đều là phải có cái tâm tích phước. Cái tâm này nó quan trọng lắm quý vị à. Quý vị nghe gì rồi á, mình được dạy thì con người mình nó sẽ giữ được phước. Nếu không là hao hụt lắm. Hoặc là mình đi vô trong ngôi Tam Bảo, mình phục vụ chúng sanh, mà bản thân của mình khi mà mình làm việc mình sân si, mình ỷ mình là đi vô trước người ta, rồi mình la gầy mình chửi tầm bậy tầm bạ, mình cũng tội nữa. Cái gì mình nói người ta đàng hoàng, chứ mình không có được chửi tầm bậy tầm bạ người ta đâu. Tại vì chùa chiền mà chửi tầm bậy tầm bạ là không có được. Nên mình không có được chửi tầm bậy tầm bạ người ta. Từ nơi đó mỗi một con người tự mà tích phước đi quý vị. Tự mình mà tích phước đi, nhắc nhở người ta cho đàng hoàng. Ai đi vô chùa cũng gì nỗ lực lên, một tuần, hai tuần, ba tuần vô chùa, từ tu hành công quả, nhiệt tình hết mình để tu phước tu duyên. Đó là những điều mà những đức nhắc đại chúng trong chùa đó. Rồi các cụ đi đâu cũng đeo theo cái máy niệm Phật, thấy không các cụ? Bữa lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm tặng cho mỗi cụ chiếc máy nghe pháp hết trơn rồi đó. Quét chùa hay làm gì bắt cái máy lên nghe. Các cụ cứ nghe những bài giảng đi, nó nhắc nhở cụ niệm Phật suốt luôn đó. Rồi hoặc là bắt cái điệu niệm Phật mình nghe. Chứ nếu như mình đeo cái máy không mà không bật lên, vậy đeo cái máy không lên làm cộng dây chuyền. Đó là trời. Cái máy niệm Phật là để bắt niệm Phật. Cái máy nghe pháp là để nghe pháp, chứ không phải là để làm cộng dây chuyền. Đeo đi toàn ten chi hả? Trời ơi, nó không đeo nó còn khỏe hơn, nó đeo mà để toàn ten. Nên mình quét xung quanh chùa, mình bật cái điều niệm Phật lên, mình vừa quét mình vừa nghe câu Phật hiệu mình niệm theo. Chứ mình đeo cái máy toàn ten chi mà mình không bắt, sợ hao điện hả? Nên từ nơi đó phải làm sao sử dụng cho nó được lợi ích quý vị ô. Nhớ nghe. Một bài chia sẻ Phật pháp thôi có rất nhiều sự lợi ích, thấy chưa? Nghe cái được nhắc nhở, được dạy. Những đức nói rằng mình ở đây mình
nghe pháp mình tu gì thôi, bản thân mình đã được sự nhắc nhở, được lợi ích. Nên mỗi buổi mà mỗi tuần mà những đức mà ngày nào mà chia sẻ Phật pháp là các cụ đức lang thang đi qua shop và nghe mới được vui, nó với cái tâm quyết mình nó hừng hực lên các cụ à, hiểu không? Quyết chí về cực lạc nghe các cụ, mà muốn quyết chí về cực lạc thì phải làm sao? Quyết tâm về cực lạc niệm Phật rồi thì đừng có buồn giận hay để trong tâm nghe các cụ. Mình vậy là quá bình yên rồi các cụ ư. Ừ. Còn Phật tử khắp nơi nơi á, sống trong hoàn cảnh nào thì mình nghe Phật pháp mình áp dụng trong hoàn cảnh đó. Thấy không? Đừng có buồn giận hay để trong tâm. Nhớ câu buồn giận người ta để trong tâm là mình bị trúng độc nghe. Ai ở đây mà còn buồn giận hay để trong tâm đưa tay lên coi. Có không? Ai đưa tay lên? Còn buồn giận thì để trong tâm đưa tay lên coi. Rồi xong lên đây. Lên đây. Tôi cầm cái đèn bông sen này tôi để lên đầu. Hiểu không? Có cụ nào buồn giận ai để trong tâm đưa tay lên coi. Khôn quá, không có đưa tay lên. Nhắc hoài câu này mà còn buồn giận là chết mồ luôn á. Đúng không? Nó phải quyết chí giảng sanh thì không có buồn ai chứ nghe cái cụ. Mình nói ai được người ta nghe thì mình nói, còn nói không được người ta không nghe thì thôi. Hiểu không? Chứ mình nói hoài chứ cho nó mệt. Như nãy gặp cái bà đó, bà nói thầy con có 14 tuổi mà con nói nó hoài nó không nghe, con phải làm sao thầy? Chứ nó khỏi nói. Trời ơi, tờ vậy mà cũng đi hỏi. Nói nó không nghe thì làm sao? Khỏi nói. Chứ nói nó không nghe, nói hoài làm gì nó mệt thêm nữa. Đúng quý vị? Khỏi nói chừng nó còn có kết quả nữa. Bản thân mình lo niệm Phật, mình vui vẻ, nó chuyển hóa nó luôn. Nên các cụ ở đây phải siêng niệm Phật. Buông ra là bấm số niệm Phật liền. Đừng có ngồi tụm ba tụm bảy nói chuyện tào lao nghe các cụ. Thấy chưa? Ai có gách quần gách áo kệ người ta. Đừng có gặp ai gách quần cái đi đồn tùm lum. Hiểu không? Ví dụ bây giờ mình cầm máy bấm số mình niệm Phật đi. Ai với Đà Phật, 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 ai với Đà Phật. Ai ngồi đó nói chuyện kệ người ta chứ đừng có ngồi đây. Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Nghe ai nói chuyện cái tự nhiên. Này là nhiều chuyện lắm nghe các cụ. Ở phòng kế bên, mình ngồi bên đây mình niệm Phật, bên kia ta nói chuyện gì kệ người ta, tự nhiên đưa nguyên cái lỗ tai vô bức tường. Hoặc là mình đang lễ Phật ở đây, mình tu ở đây, người ta đi ngang bên đó, người ta đặt gì sèn sèn đi kệ người ta. Mình cứ lo mình tu đi chứ đừng có mà quay mặt. Giáo giác chi à? Nhiều chuyện. Nhiều chuyện, nhiều điều kỳ cục tiếng kia. Hiểu không? Đó, cái người niệm Phật là phải lo niệm Phật thôi. Cái siêng niệm Phật đi là cái gì nó cũng tốt chứ. Mà siêng niệm Phật là Phật thương các cụ nghe. Ừ. Nên muốn giảng sanh thì cực lạc là phải niệm Phật thôi à. Đúng không? Nó chỉ có người không muốn giảng sanh thì không niệm Phật. Nó nhớ đó. Cuộc đời của mình là quyết định là chính bản thân mình đó nghe các cụ. Các cụ mà không niệm Phật không có ai cứu các cụ được đâu. Nên đặt tâm vào ai với Đạo Phật thì việc gì cũng tốt. Bây giờ ta nói ta thương với mình mà bệnh có ai chia sẻ cho mình không? Mình bệnh có ai chia sẻ không các cụ? Không. Đúng không? Mình chết có ai thở phụ không? Có con chồng nào lại thở phụ không? Có con vợ nào đến thở phụ không? Trời ơi, lúc còn khỏe nó thổi hù hù. Anh yêu em yêu anh. Anh ăn bánh canh còn em ăn cháo. Nói bao nhiêu là tình nghĩa mặn nồng. Khi bệnh đau có chia sẻ được gì đâu các cụ. Khi mà gần chết có ai thở phụ đâu. Nên bây giờ là bản thân mình phải niệm Phật để mà mình cầu Phật rước mình về cực lạc nha các cụ. Chúng ta đặt tâm vào ngay câu Phật hiệu.
thì chắc chắn quý vị là cái niềm vui quý vị nó rất chân thật. Rất là nhiều người chúng ta đã đặt tâm vào con người, từ vợ, chồng, con, sự nghiệp trong cuộc đời này, mà đa phần là 10 người là khổ hết 9 người rưỡi. Không? Nghĩa là đặt tâm vào con người, đặt tâm vào danh lợi thì 10 người đây khổ 9 người rưỡi. Nhưng Đức đã từng hỏi một đại chúng, có gần 1.000 người, những người nào có vợ, có chồng, có con, vì ngồi đây mà cuộc đời quý vị đã trải qua thời gian mấy chục năm vì gia đình, sự nghiệp. Nếu để lên bàn căn căn mà cái vui và cái khổ, trước nhất là nói vui nhiều đi, có ai không đưa tay lên thì không thấy. Mà nói khổ, khổ nhiều, ai đưa tay lên thì đa phần đưa tay lên. Đặt vào con người, từ vợ, chồng, con, dính mắc vào họ và sự nghiệp, thì 10 người khổ 9 người rưỡi. Nên bài học hôm nay chúng ta nhắc nhau đặt tâm vào chỗ nào để có được niềm vui chân thật. Vì nhớ đặt tâm vào câu A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc, nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương cực lạc. Đây là cái nguồn gốc vui vẻ an lạc và nhìn thấu. Thì đặt tâm vào cái nhìn thấu, thì khi chúng ta thương người, giúp người, lo lắng cho người, chúng ta sẽ không bị tác dụng phụ vì cái khổ. Tại vì cái gốc chúng ta là nhớ Phật, nhớ Tây Phương cực lạc. Nên mình đem cái tâm này mình hiểu sâu nhân quả, nên mình thương con người bằng tận đáy lòng, mình không có kể công với họ. Đa phần chúng ta là thương người, chúng ta ưa kể công, thương chồng, thương vợ, thương con, nhiệt tình hết mình. Nhưng mình đa phần là chỉ cần trở ngại gì chút với nhau là mình kể công, là mình nói rằng mình đến với người ta quá hết lòng, hết dạ, mà tại sao người ta lại đối xử với mình vậy. Nên mình sanh cái tâm tức giận, sân si và khó chịu. Nên đặt tâm vào con người thì đa phần là khổ, vì nó là cái nguồn gốc của khổ đau. Nếu như đặt tâm vào A Di Đà Phật để cầu giải thoát, thì mình vẫn thương con người tận đáy lòng, nhiệt tình hết mình, nhưng mình lại không bị tác dụng phụ khổ đau, vì cái gốc của mình là ở cực lạc. Nhớ kỹ, đại chúng trong chùa cũng vậy, nuôi con người, lo con người cũng vậy. Nếu như quý vị đặt tâm vào giải thoát, đặt tâm vào A Di Đà Phật, đặt tâm thế giới cực lạc, thì quý vị sẽ không có gì bị tác dụng phụ nhiều. Còn nếu như mà mình toàn tâm toàn ý với con người mà quên đi cái tâm giải thoát, thì những Đức nói quý vị là bảo đảm 100% quý vị bức. Tại vì phiền não nó sẽ dập dùi đến quý vị luôn. Hãy nhớ kỹ đó. Nên làm việc gì làm mà cái việc niệm Phật là quan trọng. Như hồi sáng những Đức chia sẻ Phật Pháp, những Đức nói mỗi ban bệ làm việc nấu ăn hay công việc gì, cái số lượng mà mỗi ngày chúng ta bấm số niệm Phật là giá chót là 5.000 câu. Nghĩa là tất cả các ban bệ công quả là 5.000 câu là giá chính. Còn quý vị bấm hơn nữa thì tốt. Nhưng thật sự quý vị 5.000 câu bị bấm được đó, chắc chắn luôn, nhà Đức tính kỹ lắm rồi. Tại vì Đức bấm số niệm Phật, Đức tính ra hết rồi. Nên đưa con số đó cho quý vị là làm được mà có thời gian. Còn nếu ai bấm được thêm nữa thì quá tốt. Thì quý vị nhớ không có được lên chánh điện bao nhiêu, nhưng mình phải niệm Phật để nó có cái tâm giải thoát. Mà cái tâm giải thoát ở trong cái việc làm công quả đó thì tự nhiên nó ít phiền não. Mà mắc cái tâm giải thoát, quý vị cố gắng giúp người nhưng mà nó sanh phiền não. Vì như cái câu nhà Đức vừa nói, kể công, kể ơn, tại sao mình quá nhiệt tình mà người ta đối xử với mình vậy? Chúng ta nhắc nhau hoài đây mà có khi mình còn dính kìa. Bản thân chúng ta vẫn bị dính, nhưng nhờ mình quay lại sớm. Nên người xưa nói không sợ niệm khởi chứ sợ giác chậm.
Nếu như mình mà thường không niệm Phật là cái giác của mình nó chậm, là mình thế nào mình cũng giác lựu đạn. Tại giác ngộ chậm thì giác lựu đạn nhanh, mà giác lựu đạn thì nổ chết cả chùm. Còn mình giác ngộ mà nhanh thì giải quyết cháy lựu đạn. Thấy không? Nhớ kỹ nghe. Nên phải thường nhớ A Di Đà Phật mới được quý vị ơi. Chứ không nhớ A Di Đà Phật là phiền não trùng trùng, dữ lắm. Nên mình làm việc trong Phật Pháp, mình tính cái việc nó càng ngày nó càng tiện lợi và có thời gian để mình niệm Phật nữa. Đơn giản thôi. Lúc trước nói chuyện xong rồi đi phát sữa cũng mất thời gian. Bây giờ trước nhất là cái thành quả, ngồi nghe Pháp xong là thấy có một hộp sữa trước mặt. Chưa, đúng không? Xong rồi cái là cầm hộp sữa lên, đứng lên đi ra thôi. Nó không phải mất thời gian đó quý vị. Đó, nên tính nó tiện chút vậy đó. Nên mỗi một con người mình, ta nói làm mà không biết tính đi lính suốt đời, tính què, nghe chưa? Nên cái gì cũng phải tính để nó được cái kết quả lợi ích cho người, cho mình. Nhớ câu nhà Đức nhắc, cho người, cho mình. Trước nhất nghĩ lợi ích cho người, lợi ích cho mình. Thấy không? Đó, nên mỗi một người tiếp nhận Phật Pháp nó hay lắm quý vị. Nó giúp cho mình, nó giải tỏa rất nhiều cái buồn khổ. Nội mà cái câu mà ngày nào nhà Đức cũng nói. Mà có nhiều Phật tử mà gặp những Đức mà người ta cảm ơn, người ta nói một câu như này: nhờ thầy ngày nào cũng nhắc đó, gì mà còn dính. Nên Đức thường nói câu là đừng buồn dặn người để trong tâm. Thấy không? Một câu này không biết nhắc bao nhiêu lần. Đừng buồn dặn người để trong tâm. Vậy đó mà nó dặn buồn để trong tâm. Ghê thiệt chứ. Thấy không? Có cô ở trong chùa, cô dặn một cái cô này làm chung. Hai cô làm việc hai ban thì nó bị cái bệnh này nè. Cái ban này nó qua, nó rủ cái ban kia qua đây. Xong mấy đứa làm cái ban này nó không qua, mà nó đi nói với nhỏ ban trưởng, nói rằng là con nhỏ đó nó qua bên cái nhóm mình, nó cứ rủ ghê suốt, nếu bên đây mệt quá qua tôi. Cái nhỏ ban trưởng tức quá thì nó qua, nó nói coi dạy lại cái nhóm mình đi nghe, tối ngày cái đi rủ ghê người ta không nó nghe. Ghê không? Đó, vậy đó mà cũng xảy cái vấn đề. Nên chùa mình á, mỗi một điểm chùa những Đức thường nhắc, nghĩa là không có bên chùa này mà qua chùa kia rủ, không có chùa kia qua chùa nọ rủ. Phật tử nó qua chỗ nào nó ở thì nó ở nó tu, chứ không có được mà đi qua bên điểm nào mà rủ rê, hoặc thấy đứa nào làm được nói đủ, bên đó đông quá, bên đây ít, qua đây đi, bên đây người ta cần mà ở bên đó làm chi. Nó nghĩa là không có dính vào những cái chuyện đó, phan duyên đó. Nó đều là tùy duyên hết. Thấy không? Chỉ là hai ban thôi đó, mà cùng một chùa mà nó còn đụng chạm nhau đó. Nếu mà mình mà không sắp xếp cho đàng hoàng, coi chừng ở trong chùa mà nó ganh tị, rồi cuối cùng nó tranh cạnh địa bàn. Ví dụ như địa bàn nhỏ này nó trong bếp, còn địa bàn nhỏ kia nó ở nhà ăn, không khéo léo là cái đứa mà địa bàn ở nhà ăn nó vô bếp là trong bếp nó sực, còn cái đứa trong bếp mà nó ra nhà ăn thì nhà ăn sực. Thấy chưa? Cái chuyện nhỏ đó nghe quý vị, nhưng mà nếu mà không có người đứng chính đó nghe, là nó xảy cái vấn đề. Trong cái cuộc đời này vị thấy không, trong nhà mình thôi, có hai đứa con gái, hoặc là thằng trai đứa con gái, hoặc hai thằng con trai, vậy mà anh em ruột đó mà nó còn chơi nhau. Nó còn chơi nhau. Cha mẹ mà mua cho đứa con này đồ mà không mua cho đứa kia là đứa kia nó buồn, nó trách. Hoặc mua cho đứa này mà đồ xịn, mà mua đưa cho đứa kia mà đồ dởm là nó trách.
nói cha mẹ không công bằng, thấy không? Mình thấy nó đâu có dễ đâu quý vị. Không chi một ngôi chùa mà 600-700 người ở trong đó, mà mỗi người mỗi ý, thì 600-700 người thì 600-700 cái ý, mà sống cùng với nhau được là nhờ từ đâu? Nhờ đặt tâm vào câu A Di Đà Phật, thấy không? Nhờ đặt tâm vào câu A Di Đà Phật nó cầu sanh cực lạc đó quý vị ơi. Chứ gặp mà nó không đặt tâm vào câu A Di Đà Phật, không cầu sanh cực lạc, mà nó cầu ở thế gian á, là nó tranh cạnh với nhau, nó chia ba xẻ bảy, hoặc là một bên nó kéo 100 người, 100 người, nó cầm mấy cái dao dâu lên, nó dược, nó chép, chết mù luôn. Đừng nói chuyện giỡn chừ. Nó quý vị coi á, quý vị coi coi chùa chiền có sự tranh chấp không? Có. Sao không có tranh chấp? Có hơn thua, có tranh chấp chứ. Rồi huynh đệ thương tàn có không? Có. Có hết trơn quý vị ơi. Cái cõi này là cái cõi đấu tranh kiên cố, nên cái hoàn cảnh nào nó cũng có sự đấu tranh chứ ha. Nếu như mà nó được giáo dục cái tâm cầu giải thoát á, thì nó đỡ đấu tranh. Còn nếu như mà nó không có phát triển cái tâm giải thoát á, là sự đấu tranh ở cõi đời này ghê lắm. Cái gì nó cũng đấu tranh chứ quý vị à. Cho quý vị biết á, cái ông này tu lâu một chút mà đặt ổng ngồi phía sau cái thằng mới tu mà đã là không vừa bụng. Ông coi lại nghe, tôi tu bao nhiêu năm nay mà ông đặt tôi ngồi tuốt ở dưới, còn cái thằng mới vô tu mà nó ngồi trên chết với tôi đó. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Cái ghế này cái ghế của đàn anh ngồi, thằng đàn em xuống dưới mày, hoặc đàn em nó mới vô chùa tu nó không hiểu, nó lên trên nó ngồi. Thằng đàn anh lỡ hỏi, ê biết đây là ai ngồi không mày? Mày nhìn cái bảng hiệu đi, bàn chứng minh mày thấy không? Ủa mày muốn làm chứng minh hả? Thấy chưa? Không có đơn giản đâu quý vị à. Nó nên á, người xưa mới nói câu là ăn coi nồi mà ngồi coi hướng là vậy đó. Ăn coi nồi là ăn coi cái nồi còn cơm không. Nói cái câu này nó dễ hiểu, đúng không? Đừng có mà gọi là quá tự nhiên. Đi lại nhà người ta nghèo muốn chết luôn mà ăn, nó cứ đưa chén cho bớ hoài, không vừa để ý cái nồi cơm đó. Hết cơm. Nên kêu mình là ăn coi nồi. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Tôi giải thích thì sao không biết, mà cho quý vị có thể nhận thức được cái cuộc sống ở đời là được rồi. Ngồi coi hướng là mình ngồi mình coi coi mình ngồi đúng vị trí không, đúng không? Chứ cái bàn nào mình ngồi đúng cái bàn nấy. Thí dụ như cái bàn này người ta để toàn là khách, toàn là những người mà lớn tuổi hoặc là tầng cấp cao, mà mình nhào vô mình ngồi bậy bạ là không đúng hướng đúng chỗ rồi đó, thấy không? Còn ăn uống thì mình bước vô mình ăn uống mình coi coi người lớn có ăn chưa, người lớn có gấp chưa, thấy không? Mình nhào vô mình xớt đại xớt càng là mình ăn, mình không coi nồi không coi dĩa đó nghe. Tùy tiện á, nó còn ngồi ngồi tùy tiện, cái gì không hiểu thì hỏi cho nó chắc. Thí dụ như bây giờ đi, cái ghế này là cái ghế của ông thầy, ông ngồi ông chia sẻ Phật pháp. Tự nhiên mình lên đây mình ngồi nghe pháp, mình vô đây mình ngồi đúng không? Đâu đúng đâu. Mình vô đây ngồi à. Cái ông thầy chia sẻ Phật pháp ngồi đâu? Đúng không? Nó phải ngồi đúng nơi đúng chỗ. Đó là cái góc độ sâu sắc đó quý vị. Nên mỗi một con người mình sống trong cuộc đời này, có nhiều người mình mới vô chùa mình không hiểu, mình nói nè, trời ơi trong chùa mà còn danh lợi quá trời luôn, còn phân tách lớn nhỏ đồ quá trời luôn. Phật pháp là bình đẳng mà, vì nhớ nghe, Phật pháp nó bình đẳng là bình đẳng cái gì? Bình đẳng mỗi giai cấp. Người làm cha mẹ có giai cấp của cha mẹ, người làm con có giai cấp của con, chứ không lẽ con mà đi làm cha mẹ bình đẳng vậy hả? Hoặc là giai cấp của học trò thì là giai học trò, còn giai cấp của ông thầy thì ra ông thầy. Nó là mỗi một giai trò nó đúng cương vị để mà mình sống trong cuộc đời này, đó gọi là bình đẳng. Đúng không? Nên không phải danh từ bình đẳng mà nói là trà trộn thí đại đâu, tùy tiện đâu, không phải đâu. Thí dụ như cái người trên dẫn nguyên nhóm người làm việc, thì cái người trên này làm việc chẳng làm việc, ngồi họ nói chuyện với anh em, nhưng những anh em nhỏ tuổi trẻ tuổi hơn
thì không có được tùy tiện mà mình lên lớp, đúng không? Tại vì vai trò mình nhỏ, mình không được lên lớp. Nó vai trò người ta lớn, người ta có làm chung với mình, người ta vui vẻ hoan hỷ, nhưng mà mình không được leo qua quá đáng. Vậy là mình nói đúng vai trò mà mình sống, đó gọi là bình đẳng đó quý vị. Nên mình đi vô chỗ đông người, mình sống mình phải hiểu kìa, chứ nếu không là mình thất bại đó. Nên những đức thường nhắc Phật tử chùa mình á, mình đi đến cái ngôi chùa niệm Phật, lễ Phật A Di Đà Phật, thì mình niệm A Di Đà Phật, lễ A Di Đà Phật giống người ta. Mình đi đến cái ngôi chùa niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình lễ Nam Mô Di Đà Phật giống hịch người ta. Mình đi đến cái ngôi chùa tụng kinh thì mình tụng kinh giống hịch người ta. Mình đi đến cái ngôi chùa trì chú thì mình trì chú y rang người ta. Mình đi đến cái ngôi chùa ngồi thiền thì mình ngồi thiền y rang người ta. Có nghĩa là mình đi đến cái nơi nào người ta làm sao thì mình đã đi đến nơi đó, nhập gia tùy tục, bản thân mình phải làm sao cho giống người ta. Đó là một cái hành động của người tu hiểu biết. Đúng không? Bây giờ như mình thích pháp môn niệm Phật, mình thường xuyên niệm Phật, nhưng mà mình đi đến cái ngôi chùa người ta đó là tu thiền trì chú, mình đi đến đó mình đưa tịnh độ niệm Phật vô không có đúng. Vì người ta đâu có tiếp nhận, người ta là tu vậy, mình để cho yên cho người ta tu đi. Nên mới có câu là thà làm động nước ngàn sông, chứ đừng nên làm động tâm người tu tập. Người ta đã tu môn nào để tu môn đó. Còn bản thân mình thích, mình có quyền chọn cái môn mà mình tu. Ví dụ như mình chuyên niệm Phật thì là ở chùa đây chuyên niệm Phật. Còn mình là mình thích niệm Phật và trì chú tụng kinh thêm, thì mình đi đến cái ngôi chùa niệm Phật trì chú tụng kinh thêm. Nên mình đã chọn ở nơi nào là mình đi theo nơi đó đúng vị trí. Mình đi vô chỗ nào mình sống là mình phải theo nguyên tắc đàng hoàng. Người như vậy thì người đi đâu cũng thành công. Nên người xưa nói câu á, khôn cũng chết mà dạy cũng chết, biết người biết ta thì xong. Biết người biết ta thì xong. Hôm nay nói chuyện đến đây thôi, nghỉ. Chúc các cụ an lạc nghe. Chúng toàn thể đại chúng an lạc nghe. Ai cũng vui vẻ nghe. Để đời này chúng ta về cực lạc gặp nhau vị ư. Rồi chúng ta đọc 12 lời đại nguyện này quý vị. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà,
Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Liên qua con quá sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta nên phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, quý vị. Tất cả quán thân trái chủ hay hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai hay người chết chưa siêu thoát, nên buông cái tâm hận thù đòi nợ, phát nguyện niệm Phật để cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cực lạc. Về cực lạc không còn khổ đau, luôn luôn sống được niềm an vui, tự tại, tốt đẹp. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật cả đời khi bỏ báo thân này. Chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nhé. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.